Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Nay gia đình mình kéo nhau vô nhà bà ngoại bạo bạn ơi. Bạo bạo thôi. Để mai mốt bà hai về bạo hết cũng vậy à. Tranh thủ trước nha. Tranh thủ trận đầu trước mới được. Vô bà ngoại lúc này trái cây dữ lắm bạn ơi, vô mùa luôn. Đây, xin giới thiệu các bạn, nơi giải trí lý tưởng. Vừa thoải mái tinh thần vừa có cái mặt ngăn luôn. Về miền Tây đi cầu nhớ đem được cái muối ớt. Ra ngồi đó là hưởng thụ cuộc sống luôn, có chim hót nè. Đó, không, chim hót lo vừa thọt tay lên có mặn ngăn luôn. Không. Im. Nó cũng là đặc trưng của miền Tây đó trời đâu. Cầu cá huyền thoại. Mưa tới luôn rồi em ơi, kỳ vậy. Quá trời mặn luôn bạn ơi. Ra ngoài đó ngồi kìa, sướng luôn á. Quá trời trái luôn. Bà ngoại năm nay ăn Tết lớn rồi. Một vườn mận luôn. Tiên đi bạo gì vậy? Tiên cũng đi bạo nữa kìa. Quá trời mận luôn. Quá đó làm gì? Đào củ lùn á. Củ lùn. Dạo mình phát hiện bên đây có bụi củ lùn nữa bạn ơi. Wow, mình chiến đấu rồi. Quá trời đá luôn rồi. Mặn quá mặn rồi. Bạo gì bạo đi. Lẹ lẹ đi. Bạo cái đi để mà thận bạo hết. Quá trời mặn luôn bạn ơi. Dữ lắm chín luôn rồi nè. Này làm xì đế với chén muối ớt ra đây là chui vô gốc mặn là phê luôn á. Đó, đây có mấy bụi củ lùn nè. Nhọt đào về à, nấu ăn. Cái này cũng ngon, cái này nấu cũng ngon mà ít quá. Giái phải ngọt. Giái phải ngọt nấu ăn cũng im lắm nè. Này có con giái mà. Giái bự, giái nhỏ. Cô ngoại chồng giái bự, giái nhỏ không. Hôm gà mẹ mình cắt ba lục bình chui lũi đọt cái này nè. Cắt lá bán ký cũng 4.000 gì á. Nó vườn gì dễ kiếm tiền lắm. Có củ không đào khí thế chứ, đào nổi không đào khí thế như bạn. Đào coi, nhiệt tình luôn. Bào nhiệt tình luôn. Nó dẻ củ nhỏ xíu. Ồ, không im rồi. Ồ, có rồi hả? Tin phát hiện rồi. Được mấy củ rồi? Đó. Củ đủ ăn rồi, về. Chưa mấy củ mới đủ. Cái này người ta trồng cát á. Trồng cát nó nắm cái đọt dở lên cái lụm mà. Cái này không có củ gì trơn, trời chết rồi. Chết rồi. Đào cái bụi bự ghê, bụi nhỏ này đâu có củ, đào sâu sâu chứ. Nó dưới á. Mạnh xuống. Ừ, không có củ gì trơn ơi, đất hết trơn rồi. Trời ơi, có con trùng nè. Ui, này đào chờ đào củ lùn không phải đào trùng đâu em, đào trùng không vậy? Không phải, củ chứ không phải là đất. Bữa này nhỏ củ. Ui, như xíu. Ủa, qua bự bự kìa, bữa này nó hư rồi. Đây. Đổi tay bạn ơi, mệt quá. Xui quá, đào củ. Đất nó dẻo quá à. Ui. Xui. Ê có kìa. Ê có. À, ui. Bẻ. Ủa sạch à. Tính đâu không có củ mình cười ổng lên cục cục hình không. Ủa nhỏ nhỏ rồi. Nãy mẹ chỉ ở ngoài lộ á. Đêm rồi ra ngoài lộ á. Đất dễ cắt á. Ừ. Cái này người ta trồng đất cát á, củ mới bự. Với lại nhiều. Còn mà này về rửa cũng đã. Đất xịn á là bẻ gãy chăng tiên. Hả? Không có nhiều. Xét không. Đêm rồi. Tại nhà đâu có đất cát đâu, vòng vòng nhét chỗ nào nhét đại. Một chí một chí nữa. Thử bữa này coi. Rồi chữa vợ chồng. Thôi chữa vợ chồng nha.
cho. Hả? Bỏ lại đi, đụng chữ chơi. Đụng chữ. Đụng chữ tới một chuyện luôn. Mắc cần khuôn tin quá. Bào quá. Bào phải có nghệ thuật mới được. Xong rồi lắp lại mà bị chửi. Ê, con bự. Con bự. Ghê trời, dặn con bự cho tôi. Sửa lại cho ổng nha, ổng rồi nữa. Ghê thiệt. Ủa nãy cô Tiên có chào ông bà không? Cô Tiên? Dạ. Có chào ông bà không? Nè, cũ nè. Đam mê quên luôn rồi. Ơi. Cô kìa. Thấy sình khoái. Hết rồi, lắp lại đi. Lắp lại đi, kìa ông ra, ông ra tới kìa. Lắp lại, gọi ông ra tới. Nhiệt tình ghê chưa? Rồi, đi chỗ khác. Rồi. Được nhiêu à? Hai bụi mà có nhiêu không bạn? Xình không à, này hồi vô mà rửa cũng khùng á. Có cụ bự nè. Rồi, đi vô. Đi vô. Đủ ăn hả? Chưa. Đủ ăn hả? Mới đủ. Cầm chéo luôn kìa. Xâm nhập mấy cây mận của bà ngoại xíu bạn ơi. Quá trời đã, trái bự bự không à? Thấy con trái đó. Con trái xà bá rửa luôn kìa. Ghê vậy. Trái để tết cho bà ngoại ba chân đi. Đây là mận nghe bự rồi. Mận bự rồi Tín ơi. Lắm. Siêu to luôn. Okay, hai trái mận 300g. Nè. Nè nè. Nè. Đây. Mười mấy rồi? Được 13 à. 13 hả? 13 là đùa là đó xong luôn. Rồi 13 rồi đếm mày. Ghê thiệt. Quá đã, này nó chưa chín tới. Này khoảng 2-3 ngày, 3-4 ngày nữa. Chín đỏ gực luôn. Nhưng mà cái này là hái được rồi nè, bán được rồi nè. Bự trái là lụm mà. Cái này ngon nè. Lụm. Là nhiêu cũ? Tóm lại là nhiều cũ. Chốt đơn mấy cũ? Mấy cũ? Không biết. Trời ơi đếm không biết. Chết luôn rồi. Rồi không được rồi. Để bà ngoại có trái bự. Chốt ra ngoài xong hé mặn trước đi. Bữa giờ xanh trời bá luôn. Ngày Tết chân đẹp mà coi cuốn. Tiền bào quá. Tiền đếm nhiệt tình luôn mà cuối cùng hỏi nhiều không biết. Vậy cũng đếm nữa. Có rễ hả? Quá trời luôn bạn ơi. Hay mê ha. Đã thiệt. Mận này mận ăn phước mà ăn này. Mận giờ trồng là phải có công với nó. Bọc từ trái hết trơn vậy nè. Để không bọc mình bán giá nó rẻ chứ lắm rẻ. Mình bọc này cái cũng đỡ cái thuốc nữa. Ban đầu mình chỉ cần xịt thuốc lúc nó mới rụng nhị bọc là tới giờ luôn. Chủ yếu mình dưỡng ba cái lá đồ bậy bạ đó. Trái mận này ngon nè. Trái mận này chim ăn là ngon nè, hái sao tới. Trái này ngon nè. Hả? Trái mận không bọc nè, chim ăn này kìa. Trái này ngon, trái này ngọt lắm á. Mình bào là phải lửa trái nào bự mình hút. Nhưng mà bự không chín là sao? Bự là được rồi, khỏi cần chín. Bự thôi. Đã biết. Ừ, bự là lụm à. Cái nào bự lụm hết. Mận mận trái từ trên bờ xuống tới dưới nước luôn.
xả thiệt. Khúc đằng đó chắc ít trái hơn quá. Ít mấy bự á. Xuống mương bắt cá rồi kìa. Con của bạn Ben nè, không có dừa. Con của bạn Ben giờ nó bự hơn bạn Ben nữa. Chà bá lửa luôn, đây chưa chín hả? Ồ khúc đằng này ít à. Mà. Dường mận cũng biết làm màu, nó mới bước vô là trái nhiều, từ từ ít từ từ. Ồ không có ít đâu bạn ơi, dữ lắm nhiều luôn. Con cái là nó sao đây, khúc này nó trễ hơn đằng kia một xíu à. Nó hai đợt á. Thì đợt kia hái xong tới đợt này nó cũng đều ha, đồ nhánh này. Chưa đây mát ghê luôn không? Ê trái bự bự không à. Ẩm sao nổi? Ba trái bành trướng luôn. Thôi tên nắm mẹ đi. Thôi. Sao đó? Con ẩm không được. Cây nào cũng như cây nào luôn. Cây nào cũng như cây mận. Khúc đằng đây nó ít dữ lắm, trái dữ hơn đằng kia nữa. Quằn quại luôn. Này chặt cái đọt bớt rồi nè. Nhưng nó xà xuống dưới nhịn đã. Nồi vô này là hết biết không. Bành sát thiệt chứ. Bít đường đi luôn. Về miền Tây mới thấy cảnh này. Này mà phải cái đường của bà ngoại mà dễ vô ha. Mở khu du lịch tham quan rừng mận đúng, lúc này là đúng bài luôn. Vô chụp hình bật bật các kiểu là điểu rồi sướng sướng. Ý là mình ở vườn mình còn mê nữa nè. Còn mấy cái anh chị em bạn bè đó ở chợ rồi thấy cái này là thôi chịu không nổi đâu. Thôi kệ coi clip mình đã đỡ đi. Cùng cua lông á. Cùng mình trải nghiệm khu du lịch sinh thái vườn mận của bà ngoại. Ô đằng đầu bờ có cây dừa nữa nè. Ồ đã ta. Sao ăn hả? Ồ im. Làm vườn gì mới đúng bài nè, làm một vườn mận xong cái có cây dừa cuối vườn nè. Chưa nắng ra vườn bọc mận mệt mệt bẻ dừa uống. Còn công đem nước. Chưa già có chiếc xuồng nữa kìa, có ổ chuột nữa kìa. Có chiếc xuồng ba lá nữa nè. Ờ. Có nè. Nước lớn vô xuống chuồng chèo luôn. Ừ không có không à. Không có rồi, ông ngoại bắt rồi à. Ông ngoại bắt chuột rồi à. Mùng dừa này gãy cổ luôn rồi. Mà nước này cũng vừa uống rồi. Chết là bà ngoại phát hiện rồi. Ngoại phát hiện rồi, không được rồi. Đó. Nhục xình quá không anh ơi. Rồi tặng cho mẹ đi. Như mẹ nấu ăn đi. Mẹ ở trong màn hình không biết bao nhiêu trái mận mà nó điếm không hết đâu. Hết có biết rồi. Bầu đó trái dữ nữa kìa. Khúc đằng này thì nó chưa có chín luôn. Hàng chó nó cũng ham vui chạy theo tới ổ. Guồng. Lỡ luôn luôn hả? Tỉnh. Phát hiện rồi, phát hiện rồi. Giấu à. Tự là trốn của mày. Phát hiện rồi. Cái này hết biết rồi. Mình hái là mình không hái trái bự. Lỡ rồi mang tiếng bào không? Đúng rồi, hái bự. Em mới nó mọc ở đây nè. Lựa trái bự bự mới được. Cái nhỏ nhỏ cũng mang tiếng trái mặn à. Mình biết trái à. Mà ngon đâu, phải ngon đâu. Chui lên. Thằng khủng luôn luôn á. Vậy chưa? Con trái nó hư rồi. Không. À, cái này nó chín. Thúi lắm, nhưng mà ngon lắm.
Thôi muốn bào thì tự xuống đây đi, không có ai bào giùm đâu. Mang tiếng lắm. Mang tiếng. Cái này mới ngọt. Thôi. Đó. Biết không? Củ lùng mà củ lùng nó lạ lắm, củ lùng nó mỏng trên cây. Nó đỏ đỏ. Củ lùng là có thằng tin. Củ lùng là có thằng tin. Nó mọc ngay dưới chuối luôn. Hết luôn với ai đâu mà chừa. Đào hết luôn. Ờ đỏ ăn mấy không? Ngộ ha, trái chín ăn ngon, trái sống ha. Nó đạp giống xịt luôn rồi. Ông ngoại con bé thì không rồi, chơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ông ngoại ông gầy bẫy đó mấy ông ơi. Coi chừng có hai con đen đen nãy đó. Rồi đạp bắn cái chó hả? Đi qua được rồi, hết về được rồi hả? Không được. Ai điện với tao quá. Cho ngoại gớt xong nè. Dễ gì. Nhỏ ơi luôn đó, nó có cú bự rồi. Nó khoái bào cú lùng mà. Không ai đào nhỏ đào ên luôn rồi kìa. Đi ra ngoài kia đào cú bự qua, cũng là nhỏ nhỏ mà là biến lột lắm. Mình bào lên thôi bào cú bự. Vú sáng bóp lửa ngắt nãy giờ, chắc này giấc trưa mới còn lạnh. Quá đã cái chỗ này nè. Nhánh mê ha. Phải trái mận này nó không rụng người ta. Tết mình chặt cái nhánh mình vô chậu mình. Chân im luôn á. Ồ trái này bự rồi. Hết biết rồi. Leo cái dừa mà hái cái trái dừa nó lạ lắm. Trái dừa nó mới đen đen mà nó tròn tròn mềm mềm không. Đừng có nắm thục cái quần. Gãy cái dĩa sữa luôn bây giờ. Cái quần này nó động thổ ra ai sao nó ôm hoài à, nó đâu ra được. Trời ơi. Trái trên đầu á mới chín á, trái trên đầu á mới đen dữ. Ừ, cái đó đó. Trái bên đây nó chi cái đen xì nè. Ôi trái này húi luôn. Trái đó chín mùi rồi đó. Hết rồi. Còn trái đó. Thúi cái gì luôn rồi, thúi luôn rồi. Cái kéo kìa, với giò kìa. Cái kéo, cái kéo, cái kéo với giò kìa. Ẩm dục ngương cái rồi. Nè nè nè, lẹ lẹ lẹ, cuốn cho bá nè. Quá trời bự luôn kìa. Củ bự á. Đó, củ nè. Củ. Vừa hả? Ủa lộn. Thì tính được cái củ chứ. Đào cái mai đó lên là nhổ được cua lùng á. Ôi, ông ngoại đừng bắt gà ông ngoại ơi. Đào đi. Đào xích dao ra để rụng cái gãy nha. Nhổ đại cái mai lên kìa. Nhổ lên được cho nhổ đó. Chứ không đào nha. Rồi banh nhanh thôi.
bự tin. Đó, bà ngoại sức lực phi thường luôn. Lôi 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 ra ngoài. Quá trời đào bụi lùng mà. Đồ bụi lùng mà 500 khán giả luôn. Lụng đâu, nó cao nghèo cái lụng gì, cái cây chừng 3 thước vậy. Có cái củ rồi nó lụng, cầm nguyên bụi bự á, vũ. Ừ, đúng rồi, để chú bụi, cầm nguyên bụi, chú bụi vũ này. Ừ, xé vậy đó. Thôi, củ nó bự kìa. Xé lần lần ra, cho nó không cắt. Nó kéo, kéo, kéo. Thôi, bụi nữa kìa. Còn cái củ hủ á. Bà cũng có tầm lắm, con nhỏ không lấy. Con nhỏ không lấy. Đúng rồi á. Con đâu cắt được. Vũ cho nó sạch hồi vô rửa thấy bà luôn. Bước lên, bước lên. Bước lên, đưa nó xuống. Cái chừng cũng khoai ngọt á, lộn lộn cũng khoai ngọt á. Nhăn xăm. Nhăn xăm cái hình này luôn. Có cái nạn luôn kìa. Ông ngoại bắt gà vậy cùi ơi. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Gà nè. Rồi. Tính rồi. Nãy tính rồi. Bốn cha con hai thùng. Đúng rồi, ông chữ. Cái là không kịp. Cái đó bây giờ. Nhớ cũng hai cùng kem à. Đây có khế nè. Kế bên bụi nữa kìa. Nó. Sao vậy lưng cái thanh long đó. Bữa nay mình vô mình kiếm củ lùng với ăn mặn nó bằng không dám hái khế, sợ chảy vàng. Thôi. Giả chiếc gì há đi. Giờ mướn cái gu ve vô bứng cái mận này nè, tỉa tỉa tròn tròn lại. Đem đi ra chợ bán cho ta chưng Tết. Ngon luôn á. Quá trời đỏ luôn. Trái thấy ham thiệt chứ. Có cái bần chuối nữa mới ngộ nè. Bần chuối mà ra trái mà ra 2 tầng. Bần chuối. Đó. Đọc kêu không? Nó ra một tầng trên rồi, nó chưa cắt bắp cái ra thêm tầng dưới nữa kìa. Đã được chứ. Cái đám như hai buồn rồi đó. Chưa cầu lửa. Chứ không lại không nổi, chai chán đó, chưa có vợ á. Ù, làm ghê vậy. Có cũ không? Trời, có thấy cũ gì đâu. Xình không mà. Xình không ạ. Rồi phát hiện bùn chuối chín luôn bạn ơi. Này là chuối phát sinh tính không bào mà thấy chín rồi thôi lỡ làm luôn chứ sao giờ. Lấy dao em ơi. Xử đó. Chứ để nó chín nó hư cũng vậy hả. Bữa nay miễn phí mà. Hoàn toàn. Nè con gì nè. Xong cắt hết trời. Làm lía lịa cho rồi kìa. Ồ, cái này nó thúi cũ trơn rồi. Nó bị ngập nước bữa hổm vậy thúi trơn rồi. Nó dạo. Thôi, giờ tôi hai thôi. Sợ buồn chuối. Có hai mẹ con chặt buồn chuối mà quýnh lộn luôn nè. Gia đình xào xáo rồi nè, đố buồn chuối không quýnh lộn rồi. Nhoi trơn rồi. Có bà ngoại nè, có bà ngoại biểu diễn nè. Mẹ kéo qua đây nè. Trái nào cái nấy hết biết rồi. Trái nào giống cái chuối. Trái nào cái nấy như trái chuối vậy đó. Mít mà lai. Mít gì nè? Mít tấu nữ á. Ôi ôi hết biết bùn chuối rồi. Ê mũ mà nó đẹp. Ôi nó thơm. Trái chuối ăn không hết luôn á.
quá trời trái chuối rồi, như trái chuối táo quạ luôn á. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 trái chuối vậy. Chuối này giờ cũng hiếm lắm á, trồng nó lâu ăn, nó lâu hơn chuối sáp nữa, bởi vì ít ai trồng, như là nó không có nải. Bốn nải à, bắt biết con chuối rồi, đỏ nè, ghê hồn không. Trái chuối muốn nửa ký á trời. Kì thiệt. Thơm. Mà cái trái chuối này ăn đã lắm. Tính ra là nhờ hai chồng mình vô đây chứ không phải bằng chuối để vài bữa là bỏ xiền. Quên là hư trơn. Ông ngoại đến chính rồi đó, chính xác rồi. Tới hai mẹ con dưới đó cũng quấn lộn thôi. Nhớ gần tiên nãy đào cũng khoai lộn xong đó. Cha cha lấp lè lè để hổng gà ông chửi chết. Nó kêu chôn đi bây giờ mình chí mà cũ không đầu. Trái chuối này mà đưa nửa trái vô cái trận trắng. Không hết thiệt luôn, quá bự. Con chuối bạn ơi. Vô. Đỏ. Chuối này thơm. Có cái nó lạc, nó không có ngọt như chuối già, như chuối chiêm. Nó bự thiệt mà ăn không ngán. Hết biết bự khoai nè các bạn ơi. Nhờ cái cùi nhỏ này không biết nhiêu cũ rồi nè. Chai rồi nè. Mạnh lên, đào sắn mạnh xuống dưới luôn, nại nguyên cục lên luôn. Yếu rồi thợ này, đào yếu rồi. Khui. Đó. Gà bươi kìa, tên bươi kìa, gan luôn á. Gan cơm nhão luôn. Thở nữa, thở khì khì nữa. Làm lý lì ở trên này. Tiền cái bộ, tiền cái bộ khoái khoai hơn là khoái mặn nãy rồi. Ở đây nguyên một đám khoai lùng chà bá luôn bạn ơi. Này đào biết bao nhiêu nói đào hết. Banh thằng tiền đó. Đây mấy cái mặn này trái cũng bành bành không luôn. Hù đã trời. Quá rồi. Quá bự rồi. Cây này ít trái, cây nào nó siêu to khổng lồ không à. Đã thiệt, cây bên đây thì thôi rồi luôn. Quá trời trái. Mê thiệt chứ. Nhánh rồi kìa. Khủng khiếp, khủng khiếp. Nhà ông ngoại có trồng cây bụng ngót này cũng lâu lắm các bạn. Cây này cũng mười mấy năm rồi nè. Giá trị cũng cao lắm á. Hết biết cây bụng ngót bự rồi. Cổ luôn. Thấy được hai trái mận hết biết bự rồi. Mấy cây mận trái bự bự luôn. Trái ít trái bự bự luôn. Con sâu nó ở trong đây là nó kháng thuốc luôn, xịt thuốc không bao giờ chết. Nó cạp trái mận vòng 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 luôn nè. Sâu nè. Nè cho sâu nè. Ê,
sau một thời gian bạo bạn ơi cũng được sọt khoai 5 kg á, mấy củ này chất lượng nè. Củ cái này không ha, đã gì đâu luôn. Nhưng mà khoai này được cái da nó bóng nè, da bóng mình dễ lột vỏ. Còn mấy củ mà da sần khó lột. Củ này như củ khoai tự luôn, da thon lòn. Củ đó chắc của Putin. Củ này nè. Mấy củ này chứ khó lột lắm. Củ nhăn nhăn á. Cái này dễ lột. Được như củ này không ha. Đào nguyên bụi được củ nè. Thao này hồi mình rửa. Rửa nấu quất. Một xô mận bự bự yếu sữa. Mận cái cành cành không? Lựa bằng giữ bẻ không? Nái nái không? Con này là túi mận thêm. Hái xô được tặng thêm túi mận thêm. Mận thêm nữa giữ nè. Mận phát sinh là trái nào cái này cối cối không á. Sạch biết bự luôn á. Rồi. Hàng tặng là phải hàng ngon, hàng chất lượng. Coi trái nhỏ chí thấy gì chứ ghê gớm lắm đó. Đừng che trái nhỏ này nha nè, nó đen rồi nè. Bầm luôn á. Thêm. Mít mít đi. Mít luôn. Mít thôi. Mít thái, hết biết ngon luôn. Đó chát luôn. Tháng này thấy mít ngọt. Nắng. Nhìn miếng mít thèm ghê không? Ừ, nhằn tươi luôn nè. Về miền Tây đủ loại trái cây. Mận tam hoa. Còn bịch này là cũng miền Tây nữa mà miền Tây nãy lạ lắm. Trái mận này tại nó chưa vô mùa bự lắm. Lu, kiếm gì mày? Bạn lu. Thôi, xích ra đây không ba, ra ngoài tắm kìa. Lỡ tắm cho kìa, nhồi quá. Lỡ xịt nước cũng tắm cho kìa. Kiếm gì luôn. Còn buồn chuối siêu to không lồ nữa. Thu cho hết thành quả luôn, hết biết buồn chuối rồi. Cái bự. Chiên là phẩm của hai chồng đi bào về nhà bạn ơi. Củ lùng mới nấu xong luôn, còn bốc khói nghi ngút nè. Mình nấu xong mình ngâm nước rồi, nước đá cho nó lạnh. Có cái nặng thùng nè. Ngâm nước đang nữa mình dễ lột. Ngâm nước đá cũng được, nó nguội nguội ngon. Củ lùng này bọc không? Ngon lắm. Lập dụng củ bạn. Bên đây hàng bếp nè. Củ to. Đây củ nhỏ, nó nhỏ chứ bên đây cũng bự nhúc. Củ lụng các bạn lựa mấy cái củ gì nè, dễ lột nè. Bột không. Chứ mấy củ mà đèo eo này khó lột lắm. Dễ lột ghê. Củ lụng này ăn đã lắm, chơi đâu, món ăn quyền thoại á, lắm. Mà bạn nha, vô trắng tươi luôn. Bột không. Ngon. Xin thân cũng. Đó. Ngâm nước rồi đó, ăn nhiêu lấy nhiêu mà. Ngon. Để hoa khô cái lột nó không có chóc nó dính. Đúng rồi, để khô cái nha nó bị nhăn. Hay vậy chứ mấy con này lột dễ lắm. Chủ quá ngon. Thì màu còn trong quá. Dễ lột lắm, mấy củ này nó mướt được rồi. Không được, lụm. Rồi mời bạn nha, thích củ nào lụm củ đó nha. Có củ này mới non nè, trắng phiếu luôn. Củ này không có vỏ gì, non xèo à. Non. Non mình ăn như cái củ sượng vậy đó. Nó bột. Quá liền. Hàng bự, hàng nhỏ có riêng. Ở củ này siêu to luôn. Củ này đã chạy thấy cưng à. Chớp, hút luôn. Nên còn vỏ không? Giòn giòn. Mới đã. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc clip rồi luôn bạn ơi. Chúc tất cả các bạn xem một clip vui nha. Có một ngày trải nghiệm du lịch sinh thái miền Tây sướng của mình nha. Chào bạn nha. Nhờ mình bào đây. Làm cái nửa ký đi ngủ được rồi.